nhóm Đinh Thập Tự mến chào quý ông bà và anh chị em. Xin mời mọi người nhấn nút đăng ký kênh để theo dõi những video mới đến từ chúng con. Kính thưa cộng đoàn, trong những video trước liên quan đến nhóm trừ quỷ Bảo Lộc có rất nhiều bình luận trái chiều. Nhiều anh chị em cho rằng kênh vu khống bịa đặt và nói xấu nhóm này. Chứ họ chỉ làm những việc tốt như đọc kinh, ăn chay cầu nguyện hàng ngày. Trong video này, xin nhắc lại cho anh chị em còn mê muội lầm lạc được biết. Ngày 30 tháng 3 năm 2023, Tòa Giám mục Đà Lạt đã cảnh báo như sau. Văn phòng Tòa Giám mục Đà Lạt trân trọng thông báo và lặp lại với anh chị em tín hữu giáo phận Đà Lạt. Luôn cảnh giác, tránh xa những thực hành của nhóm trừ quỷ Bảo Lộc và những thông tin đến từ nhóm này, như đã được Ủy ban Giáo lý Đức tin thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam chính thức định hướng và nhắc nhở. Cảnh giác tránh xa mọi chiêu bài lan truyền sự sai lạc về giáo lý, sự lôi kéo quyến rũ dựa trên tâm lý yếu vía của người bình dân, có bệnh thì vái tứ phương, mà hậu quả là lung lạc đức tin và gây chia rẽ phương hại cho sự hiệp nhất của Hội Thánh. Ngày 11 tháng 2 năm 2023, Giám mục Giáo phận Đà Lạt đã ra văn thư yêu cầu Linh mục Nguyễn Chu Truyền giải thích về việc làm lễ, việc lập dòng, đồng thời cảnh báo Linh mục Truyền đã bị vạ huyền chức, không được cử hành thánh lễ và cấp bí tích nếu tiếp tục vi phạm, buộc phải áp dụng những hình phạt nặng hơn, kể cả báo cáo tòa thánh, giải bậc giáo sĩ đối với Nguyễn Chu Truyền. Tuy nhiên, Nguyễn Chu Truyền vẫn ngoan cố khẳng định mình làm theo ý Chúa Cha, bất chấp cảnh báo của giám mục giáo phận, đồng thời gây cớ vấp phạm nghiêm trọng cho nhiều người và gây phương hại cho sự hiệp nhất của giáo hội. Trước đó, ngày 30 tháng 5 năm 2022, Ủy ban Giáo lý Đức tin trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam đã ra thông cáo liên quan đến nhóm trừ quỷ Bảo Lộc và khẳng định Chúa Giêsu Kitô là lời duy nhất và chung cuộc của Thiên Chúa, là đấng cứu độ và đấng trung gian duy nhất giữa Thiên Chúa và loài người. Vì thế, bất cứ ai tự xưng mình được Chúa Cha trực tiếp mặc khải và là thư ký cho Chúa Cha thì người ấy đã phủ nhận vai trò của Chúa Kitô và là sự xúc phạm nặng nề đến đức tin Công giáo. 2. Việc tự xưng là quỷ nhập và trừ quỷ hoặc coi mọi bệnh tật đều là quỷ ám để từ đó tự ý thực hiện những hành vi trừ tà, mang tính mê tín và ma thuật là không phù hợp với giáo lý và thực hành của Hội Thánh Công giáo. Chính Chúa Giêsu đã ủy thác cho Hội Thánh của người quyền bính thiêng liêng chống lại những hình thức thống trị của ác thần. Vì thế, việc thực hành trừ tà phải được suy xét cẩn thận và thực hiện cách khôn ngoan theo các quy định của Hội Thánh. 3. Các tín hữu cần có sự hiểu biết giáo lý và phân định sáng suốt, không để mình bị lừa dối. Bởi những quan niệm và thực hành sai lạc nêu trên, bằng cách theo sát những hướng dẫn của Hội Thánh, tránh xa những thực hành của nhóm trừ quỷ Bảo Lộc và những thông tin đến từ nhóm này. Chúng tôi cũng tha thiết kêu gọi các thành viên của nhóm trừ quỷ Bảo Lộc hãy trở về với Hội Thánh Công giáo, sống tinh thần hiệp nhất mà Đức Kitô Mục Tử hằng mong ước. Như vậy, thông cáo khẳng định, ai tự xưng mình được Chúa Cha trực tiếp mặc khải là đã phủ nhận vai trò của Chúa Kitô và xúc phạm nặng nề đến đức tin Công giáo. Việc tự xưng là quỷ nhập và trừ quỷ để thực hiện những hành vi trừ tà mang màu sắc mê tín, ma thuật là không đúng với giáo lý và thực hành của Hội Thánh Công giáo. Và đặc biệt là chính nạn nhân của nhóm trừ quỷ Bảo Lộc cũng nhiều lần lên tiếng sự thật về nhóm này như sau. Hầu hết, tất cả những người đến nhà vợ chồng tên Thương Quảng đều làm theo ý của tên Thương. Mà tên Thương thì chơi bùa ngải, mà bùa ngải thì từ quỷ. Thế mà một số tên tay sai của tên cầm đầu Thương lên trang web tiếng nói sự thật trên YouTube và trên Facebook luôn tỏ ra họ hơn hẳn người khác trong việc đọc kinh sáng, trưa, chiều, nửa đêm và suy niệm lời Chúa mỗi ngày. Và họ nói là do Chúa Cha muốn họ làm như vậy để cứu thế giới. Các bạn nghe có khủng chưa? Họ đọc kinh và suy niệm lời Chúa với hình thức để tỏ cho người khác thấy họ đạo đức tốt lành, để rồi lôi kéo những người nhẹ dạ, đức tin mù quáng, hụt hẫng lời Chúa hay thiếu hiểu biết về lời Chúa Giêsu dạy. Ai đã nghe những người lên làm chứng trên trang web tiếng nói sự thật thì biết, họ chỉ làm chứng cho vợ chồng tên Thương Quảng và ca tụng việc làm của vợ chồng tên Thương Quảng là tốt lành và cứu người. Nhưng họ lại không bao giờ nói về việc tên Thương chơi bùa ngải. Họ luôn ghét người đã rời khỏi nhóm họ và vu khống những điều tệ hại về những người đã từ bỏ nhóm họ. Chỉ có tên chúa quỷ Lucifer mới bảo họ làm như vậy, chứ Thiên Chúa là đấng tốt lành, làm sao bảo họ làm những điều xấu xa.
tên Diễm Diễm hay Nguyễn Diễm và một số tên khác trong nhóm trừ quỷ Bảo Lộc cũng tuyên bố nếu là việc của quỷ thì quỷ không bao giờ bảo họ từ bỏ đam mê, đọc kinh cầu nguyện, liên lỉ, ăn chay, hy sinh hãm mình, khiêm hạ, đi nhà thờ và rước lễ hàng ngày. Mình cứ nghĩ họ suy niệm lời Chúa mỗi ngày, nghe lời Chúa khi đi nhà thờ mỗi ngày thì phải hiểu biết lời Chúa hơn ai hết. Thế mà họ cứ dùng lời Chúa theo ý riêng của họ để biện minh cho những việc làm gian dối ngu muội của họ. Họ giải thích lời Chúa theo chiều hướng có lợi cho việc làm đạo đức giả của họ. Chính tên quỷ khi xuất ra khỏi người bệnh nhân bị quỷ ám cũng đã tuyên xưng và làm chứng cho Chúa Giê-xu. Tên quỷ đã nói với Chúa Giê-xu, "Tôi biết ông là ai, ông là đấng thánh của Thiên Chúa." Và tên quỷ khi đến cám dỗ Chúa Giê-xu thì nó cũng dùng những lời trong Kinh Thánh để nói với Chúa Giê-xu. Trong tin mừng Chúa Nhật thứ nhất mùa chay đã tường thuật lại tên quỷ cám dỗ Chúa Giê-xu như thế nào. Lời của tên quỷ thì rất là có lý, như rót mật vào tai, nhưng lại đem đến sự chết và đau khổ, làm người ta mất đi ân sủng của Thiên Chúa. Còn lời của Chúa Giê-xu thì nghe có vẻ chói tai, nhưng lại đem đến sự sống đời đời. Trong các video clip tiếng nói sự thật của nhóm Nhà Chúa Cha hay Trừ Quỷ Bảo Lộc do tên chơi bùa Ngải Thương cầm đầu cùng với những tên linh mục phản bội Chúa Giê-xu đã bị giáo hội phản vạ lên dẫn dắt lời Chúa trong Kinh Thánh rất là hay. Nhất là tên Văn Anh mà Trương đã từng quen biết và ăn uống chung khi đi qua Taiwan thăm linh mục Tuấn đã bị đuổi ra khỏi dòng vì đi theo tên Thiên Thương. Anh chàng này đọc kinh thuộc lầu, dẫn đát lời Chúa ở đoạn nào và chương nào thật chính xác. Nhưng thật chất thì họ có tuân giữ và thi hành lời Chúa Giê-xu không? Tất cả những ai nhân danh Thiên Chúa hay Chúa Cha mà không tuân giữ và làm theo lời Chúa Giê-xu truyền dạy thì đều từ tên quỷ. Chúng ta không nên tin và đi theo nhóm Nhà Chúa Cha hay Trừ Quỷ Bảo Lộc. Vì ai mà đi theo nhóm của tên Thiên Thương cầm đầu là đi theo tên quỷ, mà tên quỷ sẽ làm cho người đó mất đi ơn nghĩa trước mặt Chúa và đưa người đó đến hỏa ngục. Hôm nay, Trương viết những điều này là để cảnh tỉnh những ai đang đi tìm hiểu và mới đi theo nhóm Nhà Chúa Cha hay Trừ Quỷ Bảo Lộc qua trang web Tiếng Nói Sự Thật trên kênh YouTube và Facebook. Tên cầm đầu Thương và đám người Trừ Quỷ Bảo Lộc hay Nhà Chúa Cha đang tôn thờ tên quỷ và làm việc cho tên chúa quỷ Lucifer. Cho nên họ dụ dỗ người khác rất là khéo léo với những việc làm đạo đức giả qua việc đọc kinh hình thức bên ngoài trên mạng, chữa bệnh trên mạng, trừ quỷ trên mạng. Nhưng sau đó dụ dỗ các bệnh nhân tới Nhà Chúa Cha Bảo Lộc ban ơn chữa lành ảo, trừ quỷ ảo cho một số tên cư ngụ lâu năm để làm việc cho tên quỷ, để rồi làm họ trở nên ngu muội, khờ khạo và cuối cùng là đưa mọi người tin theo nó vào hỏa ngục. Mùa chay là cơ hội để mỗi người nhận ra bản thân tội lỗi yếu đuối và bất toàn, là cơ hội để mỗi người nhận ra được tình yêu của Chúa dành cho những người tội lỗi biết thành tâm ăn năn sám hối, trở về với Chúa. Chúa Giê-xu đã đến thế gian kêu gọi mọi người từ bỏ con đường gian ác mà sống tốt lành hơn để được cứu độ. Vì vậy, mỗi người đừng cứng lòng và cố chấp, nhưng khiêm nhường để tìm về với Chúa để được sự sống đời đời. Đinh Thập Tự cảm ơn quý ông bà và anh chị em đã đón xem. Xin Chúa chúc lành cho tất cả mọi người. Và đừng quên đăng ký kênh để theo dõi những video mới đến từ chúng con.